Phòng Mạch FM. Kim Ánh xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Phòng Mạch FM. Chương trình đang được phát trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được sự đồng hành của sản phẩm Long Đổm Giải Độc Gan của cơ sở sản xuất thuốc y học dân tộc Bình Đông. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay với chương trình Phòng Mạch FM thì như thường lệ, chúng ta cũng sẽ có 45 phút để đến với chương trình này. Ngoài nội dung thông tin của khách mời chương trình thì chúng ta còn có nội dung tư vấn dành cho các thính giả với những vấn đề liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là lĩnh vực đông y và đông tây y kết hợp. Quý vị ngay từ bây giờ chúng ta có thể đăng ký cùng với thư ký của chương trình ha, qua đường dây điện thoại đó là 38223285. Sau phần trao đổi giữa Kim Ánh cùng với khách mời của chương trình thì chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian còn lại để quý vị có thể đặt ra những câu hỏi và nhận được sự tư vấn từ phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì rất cảm ơn bác sĩ Bay đã dành thời gian để đến với chương trình Phòng Mạch FM vào mỗi chiều cuối tuần như thế này. Vâng, xin chào Kim Ánh, xin chào tất cả quý thính giả đang nghe đài. Thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay với chuyên đề liên quan đến lĩnh vực tiêu chảy, chúng tôi nghĩ đây là một cái đề tài có thể nói là liên quan đến tất cả các gia đình và rất nhiều người, phải không ạ? Bởi vì rõ ràng trên thực tế thì tiêu chảy là một cái vấn đề bệnh lý khá phổ biến. Và Kim Ánh có thể nói là chắc có lẽ là trong chúng ta ai cũng từng ít nhất một lần nào đó bị cái tình trạng tiêu chảy này. Và khi đã bị tiêu chảy thì không cần phải nói nhiều, ai cũng thấy là nó rất là phiền toái, phải không ạ? Và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống. Và nguy hiểm hơn là đối với trẻ nhỏ, khi mà có cái tình trạng tiêu chảy thì đôi khi đây được xác định là một cái nguyên nhân có thể nói là phổ biến để gây tử vong ở những nước mà đang phát triển. Và thưa tất cả quý vị, đặc biệt là cái mùa nắng nóng như thế này, nắng nóng thì tất nhiên nó sẽ làm thay đổi rất nhiều những cái điều trong cái sinh hoạt hàng ngày của tất cả mọi người chúng ta. Và mùa nắng nó cũng là một yếu tố làm cho cái điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển và đặc biệt là gây bệnh cho con người ở thuộc hệ đường tiêu hóa, phải không ạ? Với chương trình ngày hôm nay thì Kim Ánh cũng sẽ đặt ra những cái vấn đề liên quan đến cái chuyện tiêu chảy này. Tiêu chảy thì được xác định trong những cái tình huống như thế nào, rồi tiêu chảy cấp ra sao, tiêu chảy mãn như thế nào, những cái dấu hiệu nào để chúng ta có thể nhận diện, và trong cái tình huống nào thì người bị cái tình trạng tiêu chảy phải đến gặp bác sĩ của mình. Chúng ta có thể xử lý được cái tình trạng tiêu chảy ở gia đình hay không? Chúng ta có thể phòng ngừa được vấn đề tiêu chảy này hay không? Đây là nội dung mà chúng tôi sẽ trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bay, đối với vấn đề tiêu chảy thì có thể nói là đó là một cái tình trạng mà chúng ta nói là nó sẽ thay đổi cái số lần đi ngoài, phải không ạ? Nhưng mà bao nhiêu lần thì được xác định là bị tiêu chảy và có phải kèm theo những cái triệu chứng gì khác nữa hay không? Thưa bác sĩ Bay. Dạ vâng. Khi mà chúng ta kết luận một cái người bị tiêu chảy thì nó phải đi ít nhất 3 lần mỗi ngày và nhiều hơn. Thì như vậy định nghĩa tiêu chảy có nghĩa là đi hơn 3 lần mỗi ngày, kèm theo phân có thể lẫn nước hoặc là phân toàn nước hoặc là lợn cợn, chất nhầy, máu hoặc là phân sống. Thì tất cả những cái hiện tượng đó kèm theo đó thì người ta gọi chung đó là tiêu chảy. Dạ, và như vậy thì chúng ta có thể có một cái khái niệm ban đầu về cái vấn đề tiêu chảy này rồi, phải không ạ? Thưa bác sĩ, đối với tiêu chảy á, thì chúng ta thấy là thường phân ra làm hai loại, đó là tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy mãn tính. Thật ra thì tiêu chảy cấp tính thì được xác định trong những cái tình huống nào, và tiêu chảy mãn tính là chắc chắn là phải nói đến một cái tình trạng là đi tiêu chảy dai dẳng rồi. Nhưng mà với những người trong cộng đồng không phải là những người thuộc lĩnh vực y tế đó, thì chúng ta bằng cách nào có thể xác định được là như thế nào thì được gọi là cấp tính, như thế nào được gọi là mãn tính, thưa bác sĩ? Vâng, thông thường thì chúng ta cũng hiểu cái chữ cấp tính là một cái gì đó nó mang tính chất là nặng nề, cần thiết phải xử trí ngay và ngăn chặn nó ngay, nếu không thì nó xảy ra nhiều biến chứng. Và một cái gì mãn tính tức là nó không phải là không nguy hiểm, nhưng mà nó kéo dài hơn và mức độ nó từ từ, nó diễn chậm chậm kéo dài. Thì như vậy về mặt thời gian á, thì có thể nói trong vòng sau 2 tuần mà cái diễn tiến nó từ từ, nó chứ 3 đến 8 lần một ngày chẳng hạn, thì cái đó người ta có thể gọi là tiêu chảy mãn tính. Còn cái tiêu chảy cấp tính á, thì người ta còn phân ra cái tiêu chảy cấp tính phân nước ngắn hạn, hoặc là tiêu chảy cấp tính mà phân có máu
ngắn hạn hay là có chất nhầy nhớt, đàm nhớt, thì đó là những cái từ ngữ rất là chuyên môn đi kèm theo. Thì như vậy có thể nói một cái tiêu chảy cấp tính đó là cái tình trạng mà nó gây một cái mất nước đột ngột mà rất nhiều, tức là cái số lần đi cầu nó phải rất là nhiều, nhiều hơn 3 lần, nhưng mà nó ra rất, mỗi lần ra là rất nhiều nước, làm cho bệnh nhân có thể bị mất nước và có thể đưa đến những cái biến chứng nặng nề hơn. Kèm theo cái chuyện mất nước thì nó có nhiều cái dấu hiệu, thí dụ như có sốt kèm theo, có thể có là khát nước, có thể có đau bụng quặn, có thể có, nếu mà mất quá nhanh cái lượng nước, như là cái tình trạng mà nhiều lần mà nhiều nước ra mất như vậy, hoặc là chảy máu nữa, có thể ảnh hưởng đến thần kinh, thì có thể có những cái dấu hiệu lơ mơ gì đó kèm theo. Thì như vậy cái việc phân cấp tính mạng tính do cái cách biểu hiện của nó ào ạt mất nước làm cho ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe, ảnh hưởng nhiều đến sinh hiệu, tức là mạch, huyết áp, hô hấp vân vân, ảnh hưởng đến thần kinh, thì cái tình trạng đó mất nước ào ạt đi rất nhiều lần trong ngày, thì người ta có thể có kèm theo sốt, thì có thể cái đó người ta gọi là cấp tính. Còn cái thời gian thì nếu mà nó đi hơn 3 lần, thậm chí 8-9 lần, nhưng mà nó kéo dài hơn sau 2 tuần lễ trở đi, thì người ta gọi đó là cái tiêu chảy mãn tính. Dạ. Và thưa bác sĩ, có thể nói là đối với cái vấn đề tiêu chảy á, thì khi mà chúng ta nói về những cái nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy thì chắc có lẽ cũng khá là nhiều phải không ạ? Những cái nguyên nhân có thể từ cái việc ăn uống, rồi từ những cái có thể nói là giống như chúng ta đã đề cập ở phần đầu của chương trình đó, cái mùa nắng nóng này cũng là một cái tác nhân để dẫn đến cái tình trạng tiêu chảy trở nên nhiều hơn và thậm chí là nặng nề hơn. Rồi những cái vấn đề bệnh lý thì cũng có thể là ảnh hưởng đến cái chuyện tiêu chảy, và đôi khi những cái vấn đề trong cái quá trình điều trị đó thì cũng có thể làm cho cái tình trạng tiêu chảy xảy ra. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều những cái yếu tố để dẫn đến cái tình trạng tiêu chảy này. Như vậy nếu mà chúng ta nói về những cái nguyên nhân dẫn đến tiêu chảy thì bác sĩ có thể đúc kết cho thính giả những cái vấn đề thường gặp nhất, những cái nguyên nhân thường gặp nhất đó là gì thưa bác sĩ? Dạ vâng. Một cách khái quát thì Kim Ánh cũng nói ra cũng một phần rồi đó. Tuy nhiên để có thể khái quát lại thì tôi có thể nêu có thể 4-5 cái nhóm nguyên nhân nào đó thường gặp nhất, phổ biến nhất và nặng nề nhất, đó là nguyên nhân nhiễm khuẩn. Cái nhiễm khuẩn thì nói chung, nhiễm trùng đường ruột nói chung là từ vi trùng cho tới siêu vi trùng cho tới ký sinh trùng, thì nhóm đó là cái nhóm mà chúng ta hay gọi chung là nhiễm trùng đường ruột là phổ biến nhất. Đây là cái các trường hợp nhiễm trùng này có thể do là chúng ta ăn uống thực phẩm như là Kim Ánh vừa phân tích, hoặc là bị nhiễm khuẩn trực tiếp từ người bệnh qua người lành, hoặc là trong môi trường khi chúng ta vệ sinh không có vệ sinh tay trước khi ăn, hoặc là trong các cái việc làm này kia nọ gì đó, nó lây nhiễm từ bên ngoài vào bên trong, thì đó là cái phổ biến nhất là nhiễm trùng. Thì có virus, có vi trùng, có vi nấm, có ký sinh trùng. Cái nhóm kế tiếp cũng phải kể đến đó là thuốc. Thuốc thì có khá nhiều loại thuốc gây ra tiêu chảy, nhưng mà cái người ta hay đề cập nhiều đó là kháng sinh. Cái kháng sinh mà sử dụng không đúng hoặc là kéo dài thì nó tiêu diệt hết tất cả các vi khuẩn tốt lẫn vi khuẩn xấu ở trong cái đường ruột. Chúng ta luôn luôn cần một số cái vi khuẩn tốt để nó giúp cho chúng ta để mà tiêu hóa các cái thức ăn, cũng như là giúp cho để tạo các cái thành phần cho tiêu hóa cũng như tái hấp thu lại ở ngay cái ruột già. Thì nó gây cái diệt cả vi khuẩn tốt lẫn xấu, rồi nó còn gây cái mất cái cân bằng tự nhiên ở trong cái niêm mạc ruột nữa, cái nhiễu loạn đường ruột nữa. Và cái rối loạn này nó làm cho gây ra tiêu chảy và nó gây ra nhiều cái hậu quả về sau, gây tiêu chảy cấp có, gây tiêu chảy mạng về sau có. Nhóm nguyên nhân thứ ba phải nói đến là không dung nạp lactose. Đây là những trường hợp mà khi uống sữa hay khi ăn những cái thành phần nào đó vô cái để bị tiêu chảy, đó là không dung nạp lactose. Một cái nhóm nguyên nhân khác chúng ta cũng phải kể đến đó là không do nhiễm khuẩn mà do những cái bệnh lý khác. Những bệnh lý này như là tăng năng tuyến giáp, bệnh viêm đường ruột ở một số loại thuốc, vân vân, những số loại thuốc mà không phải là thuốc kháng sinh cũng có thể gây tiêu chảy. Thì đó là bốn cái nhóm nguyên nhân thường gặp nhất có thể gây ra tiêu chảy. Cho nên đứng trước một cái tiêu chảy đó thì chúng ta cần phải cân nhắc, nếu mà nó cấp tính lập tức
chúng ta phải chú ý để xem coi có cái nhóm của nhiễm trùng hay không, và nhiễm trùng này là nhiễm trùng gì vậy. Đó là tôi kể những cái con vi trùng thôi, còn siêu vi nè, rồi ký sinh trùng nè, tất cả những cái thứ đó đều có thể đưa đến cái tình trạng tiêu chảy cấp nặng. Dạ, và thưa bác sĩ, đặc biệt là vào cái thời tiết nắng nóng như hiện nay đó, thì chúng ta thấy là cái nhiệt độ nó cao như vậy thì nó cũng thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn rồi nấm, làm cho thức ăn nó trở nên mau hư hơn, và đồng thời cũng là những cái yếu tố để gây nên cái tình trạng tiêu chảy cũng trở nên nhiều hơn. Bác sĩ có thể lưu ý giúp cho thính giả những cái điều mà chúng ta cần phải chú ý, đặc biệt là khi vào cái mùa nắng nóng như thế này ạ, thưa bác sĩ. Dạ vâng, thì